Chào mừng bạn quay trở lại với kênh của Giang. Mình là Giang Si, là Tarot Reader tại kênh 127 Tarot Apprentice. Hôm nay mình sẽ chia sẻ đến của mình đối với lại tâm lý con người cũng như là những vấn đề huyền bí. Các bạn có thể xem video này nếu bạn cảm thấy có một sự liên kết nào đó thì bạn có thể bấm subscribe kênh của Giang để lại bình luận cho mình biết, hoặc là chia sẻ câu chuyện của bạn về email của Giang nếu như các bạn cần một góc nhìn nào đó khác, hoặc là các bạn muốn có một sự tham vấn tâm lý nhất định ha. Ok, thì hôm nay sẽ là một trải bài như tựa đề mà các bạn đã thấy ha, đó cho đó là chúng ta sẽ xem thử nếu như chúng ta tắt filter đi. Cái filter ở đây đối với Gen á thì không mang nghĩa là các bạn ngừng nghĩ tích cực hay là dạng như là có cái sự tiêu cực gì đó, nhưng mà cái filter ở đây có thể là những cái filter chủ quan mà chúng ta đã áp dụng lên cuộc sống của mình, những cái filter mà nó mang cái cảm xúc cá nhân của chúng ta quá nhiều vào trong đó, hay là bất kể là cảm xúc gì nha, cả nó cả cảm xúc tiêu cực và cảm xúc và cả cảm xúc tích cực, thì hãy xem thử nếu mà chúng ta tắt cái đó đi thì chính xác sự thật gì nó đang diễn ra xung quanh cuộc sống của mình. Các bạn có thể xem là đây là cái sự thật mà vũ trụ nó đang nhìn thấy, và nếu như mà cần một cái sự thay đổi nào đó thì chúng ta sẽ biết được ha. Ok, sẽ có 3 tụ bài tương tự như bình thường ha, từ trái qua phải, tụ 1, tụ 2 và tụ 3. Mọi người hãy lựa chọn ở đây một tụ bài mà cảm thấy được thú nhất. Giang sẽ không đặt đá lên nhánh, nói chung là trung thật là tại vì Giang cũng không mang đá về cho nên là cũng không có gì cho mọi người chọn đâu. Thì mọi người hãy lựa chọn thuần túy một tụ bài ở đây, hoặc người có thể chọn con số ở dưới timestamp hoặc là một cách random nào đó khác để các bạn lựa chọn. Và Giang không khuyến khích các bạn chọn nhiều hơn một tụ nha. Ok, giờ này mới lại nhóm bài đầu tiên nha. Ok, xin các bạn nhóm một, đây là trải bài cho các bạn với cái chủ đề đó là tắt filter đi. Thì thực tế nào đang diễn ra xung quanh, thì trước khi lắng nghe trải bài các bạn có thể bấm subscribe kênh của Giang để nhận những thông báo từ các video khác của Giang nha, nếu như các bạn cảm thấy được liên kết ở trong trải bài này. Ok, thì đến với lại bài là bài tarot đầu tiên của mọi người nhé. Mọi người có 10 ly, 10 kiếm, combo đẹp đấy. Và các bạn có lá Hierophant. Ok, nhân nghĩ ok, tắt filter đi, thực tế nào diễn ra với các bạn. Cái này đúng nghĩa là tắt filter luôn á, đúng nghĩa là tắt đi màn lọc. Thì chúng ta sẽ có năng lực được chuyển dịch từ 10 ly sang phẳng 10 kiếm và kết thúc bằng lá Hierophant. Thực tế nào đang diễn ra? Thật ra Giang nghĩ cái thực tế này nó cũng khá là hiển thị đó, tức là nó không phải là một cái gì đó mà các bạn không nhìn thấy, mà đây là một cái thực tế mà bản thân các bạn biết. Nhưng chính bởi vì cái thực tế này nó khốc liệt, nó đau đớn, hoặc nó là một cái thực tế mà bạn không bao giờ muốn đối mặt, cho nên là các bạn mới phải bật cái filter lên để cảm nhận cuộc sống này nó đỡ mệt mỏi hơn, hoặc ngược lại. Ngược lại ở đây đó là có thể các bạn nghĩ tiêu cực hơn về cái vấn đề này. Cái cảm giác của Giang ở đây khi mà ra cái ba cái lá bài này của các bạn nhóm một á, Giang nghĩ câu chuyện của các bạn liên quan nhiều tới gia đình, liên quan tới gia đình, liên quan tới tôn giáo, liên quan tới luật lệ pháp lý ở trong gia đình. Có thể các bạn là những người sống trong một cái môi trường mà cực kỳ là trọng nam. Trọng nam chứ Giang chưa nói đến cái vụ nó có khinh nữ hay không nha. Còn nếu như mà nó không trọng nam á thì gọi là nhà bạn á, hoặc là bố mẹ bạn á, luôn đặt ra những cái chuẩn mực rất lớn với lại đời sống của bạn. Dạng như là bạn phải sống như thế nào, bạn phải ăn mặc ra sao, nếu như mà bạn muốn cưới vợ cưới chồng thì cái người đó phải như thế nào. Mình nghĩ có thể trên không chắc, nhưng mà trên có cảm giác là chắc 80% các bạn nhóm một nhà các bạn là theo đạo, và thật sự là những người rất sùng đạo. Và vì sao lại có cái câu chuyện là các bạn có cái filter với cuộc sống của mình? Tại vì đây chắc chắn không phải là một cuộc sống mà các bạn mong muốn. Nói chung Giang chưa thấy cái nhà nào, cái gia đình nào sùng đạo mà không có ít nhất một người con trong đó cảm thấy không thoải mái.
thì Giang nghĩ các bạn chính là cái người con đó. Giang nghĩ các bạn nhóm một là những người lớn lên, có một cái tuổi thơ lớn lên khá là vất vả. Vất vả ở đây đó là các bạn luôn phải làm hài lòng cha mẹ, hoặc là các bạn luôn phải đi theo những cái giá trị đạo đức mà nhà bạn đặt ra. Và kể cả khi bạn có mệt mỏi bao nhiêu, hay có nhiều bạn ở đây có thể các bạn từng hoặc các bạn vẫn đang trầm cảm á, hoặc nếu như mà không trầm cảm thì các bạn sẽ đến cái giai đoạn sau của trầm cảm, là các bạn bị lãnh cảm á. Các bạn mệt mỏi bao nhiêu, các bạn biết là bản thân mình không thể nào nói cho gia đình được, tại vì nếu như các bạn nói ra thì sẽ luôn bị gia đình phán xét, hoặc là dạng như họ sẽ bắt đầu lấy ra những cái bài giảng đạo đức hay là những cái bài giảng cống hiến rồi hy sinh của các quấn như là của bên các cái Phật giáo, Thiên giáo các kiểu. Tất nhiên Giang không nói là những cái bài giảng của những cái tự nhiên Giang quên mất từ tiếng Việt, nhưng mà của những cái religion nó là sai, à của các cái tôn giáo là sai, nhưng mà là Giang thấy đây là nhà bạn thì đang bị chuẩn mực hóa nó quá, dạng như muốn tất cả mọi thứ nó đều hoàn hảo á. Thì Giang nghĩ các bạn nhóm một là những người trong ngoài bất nhất. Bạn ít khi nào kể chuyện về gia đình cho mọi người xung quanh, bạn luôn cố gắng, hoặc nhà bản thân nhà bạn cũng là như vậy, tức là nhà bạn luôn thể hiện ra bên ngoài là một gia đình hạnh phúc, nhưng mà chỉ có bạn và những cái người ở trong chăng á, thì mới biết là nhà bạn thật ra là một cái nhà nó quá mức là quy tắc và luật lệ. Một vài bạn ở đây có thể có một sự hơi bị tréo ngoe, đó là có thể nhà bạn theo tôn giáo như là theo Thiên Chúa giáo chẳng hạn, nhưng mà bạn lại thích bên Phật giáo hơn, hoặc bạn là một người không muốn theo tôn giáo của gia đình. Nói chung mình vẫn thấy có một sự mâu thuẫn, nên là đã là 10 ly với 10 kiếm thì em thấy là có rất là nhiều sự mâu thuẫn và đấu tranh ở trong gia đình, nhưng mà bạn thì luôn ở vị trí yếu thế, hoặc là bạn thật sự không biết là mình phải làm gì để thoát khỏi cái vấn đề này hoặc là cái câu chuyện này. Và đó là lý do vì sao mà các bạn luôn phải sống trong một cái trạng thái filter. Mấy cái việc kiểu là các bạn, tại vì á, nói các bạn buông bỏ được gia đình không, Danh nghĩ là không. Tại vì Danh có cảm giác là ngoại trừ cái vấn đề liên quan tới tôn giáo và mọi thứ hoàn hảo á, thật ra gia đình bạn vẫn rất là, tức là vẫn có cái cảm xúc gia đình ở trong những cái người thành viên, hoặc là trách nhiệm, và không biết nếu như mà có một cái lợi gì đó từ cái việc nhà bạn theo tôn giáo hoặc là có cái sự quy tắc á, thì các bạn nhóm một, các bạn là những người rất là hiểu là cái việc từ bỏ cuộc sống là một điều không nên, cho nên là các bạn đau đau gọi là đau thiệt, sống mệt mỏi thiệt, nhưng mà các bạn vẫn cố gắng gồng mình đi, vẫn cố gắng bật một cái filter niềm tin vào tương lai để mà sống. Và nói chung đó, đối với Giang khi mà là ba lớn này á, tất cả những gì Giang cảm nhận được là sự sự nặng nề, và Giang thật sự cũng không rõ là các bạn sẽ thoát khỏi chuyện này thế nào, nhưng mà chắc để lâu nữa các bạn quá điên mất. Thì đó sẽ là ba lá bài tarot đầu tiên nha. Rồi tiếp tục đến với những lá oracle. Các bạn có lá patience, boundary, release, và các bạn có là the void. Cái này thì Giang sẽ dùm vô cho mọi người thấy tại vì nó khá là nhỏ. Rồi, đối với lại bốn lá này mà để nói là tắt filter đi sự thật nào đang diễn ra với lại các bạn á, thật ra như thế ba lá này, bốn lá này thì nó khá là rõ cái câu chuyện rồi. Giang có cảm giác câu chuyện của các bạn á, thật ra nó không phải là một câu chuyện không lối thoát. Cái lối thoát ở đây Danh không nói là cái lối thoát theo cái dạng là ví dụ như là các bạn dứt khỏi gia đình hay là cái gì đó, nhưng mà Danh có, tức là hồi nãy khi mấy bạn ra ba lá bài tarot đó, thấy có một cái sự mâu thuẫn rất là lớn, một cái sự mà giống như kiểu là một cái người gần như là họ muốn kéo đứt cái dây của mình đi á, nhưng mà khi ra bốn lá này đã cho Danh một cái cảm giác đó là cái vấn đề của bạn
cái góc nhìn của bạn và góc nhìn của những người ở trong gia đình bạn hoặc là xung quanh bạn á, nó có thể trung hòa được, nó có thể tìm thấy một cái điểm chung nào đó được. Cái điểm chung ở đây Giang không chắc là cái gì, nhưng mà cái điểm chung ở đây có thể là chung quy lại các bạn vẫn là gia đình, tức là các bạn vẫn là ruột rà máu mủ. Và giống như Giang nói hồi nãy là cái sự đối thoại gay gắt này nó không tới mức là hai bên không có tình cảm cho nhau đó, thì nói chung nó cũng có một cái điểm chung như thế. Và nếu như mà có một cái điều gì đó cần thiết ở hai bên, đó là sự kiên nhẫn. Cái kiên nhẫn ở đây đó là kiên nhẫn để chấp nhận cái lối sống khác biệt của mỗi bên và tìm kiếm cái điểm chạm đó, điểm chạm, điểm cân bằng giữa hai bên. Tức là hai bên biết là cái gốc để hai bên ngồi xuống là tình thương, nhưng cái vấn đề là hai bên quá khác biệt về cách sống, vậy thì chúng ta sẽ cần có những cái giới hạn nhất định. Và bản thân các bạn nhóm một đó, để làm được điều này, chính bản thân các bạn phải tự buông bỏ được những cái mặc cảm tội lỗi mà các bạn có nữa. Tại vì em có cảm giác là hồi nãy các bạn đang lấy 10 kiếm, tức là các bạn giống như kiểu là chúng ta được dạy á, là kiểu như là phải đi theo con đường của gia đình bố mẹ các kiểu, mà bây giờ các bạn đi ngược lại thì các bạn cảm thấy là mình đang làm một cái gì đó khá là tội lỗi. Thì bản thân các bạn cần phải loại bỏ cái suy nghĩ này, nó không có gì là sai khi các bạn lựa chọn cái cách sống của riêng mình. Và khi các bạn kết thúc bằng lá The Voice ha, là một lá nói về cái sự vô hiệu hóa. Thật ra khi mà ra lá The Voice cuối cùng với hình ảnh của kim tự tháp ở đây á, Jane có cảm giác là lấy cứng chọi cứng thì kiểu gì nó cũng sẽ tèo. Nhưng mà nếu như bạn kiên định với lại cái góc nhìn của mình, cái cách sống của mình á, thì khi đó sẽ không có ai có thể, tức là không có ai có thể gây ảnh hưởng đến cuộc sống của bạn cả. Và Giang nghĩ cái sự vô hiệu hóa hay là cái khoảng trống ở đây á, đó là chung quy lại thì bạn không thể nào chối bỏ cái nơi bạn sinh ra, cái gia đình bạn sinh ra được. Vậy thì let it, tức là có một cái câu mà Giang không nhớ lắm, nhưng mà nói trong nước Anh này như là if it be then let it be á, nó đã như thế thì cứ để nó như thế đi. Và đôi khi tất cả những chúng ta cần phải làm đó là chấp nhận những cái sự thật hoặc là những cái việc nó không thể nào thay đổi được, và hãy cứ tiếp tục đi trên con đường của mình thôi. Thì Giang nghĩ là tắt cái filter của các bạn hiện tại là một cái filter khá là tiêu cực, thì tắt cái filter tiêu cực đi á, sẽ thấy á là thật ra đôi khi cái việc các bạn lựa chọn một cái niềm tin khác, hay là các bạn có một cái quan điểm khác về hôn nhân, hay là bản thân ví dụ như có một vài câu chuyện, không biết trong này các bạn nào là LGBT không, nhưng mà nếu như là các bạn có một quan điểm khác về giới tính, nó không mâu thuẫn gì với lại những cái góc nhìn của mọi người xung quanh cả, đó chỉ đơn giản là một góc nhìn khác thôi. Đó, thì cái thế giới này luôn có chỗ trống để chứa những cái luồng suy nghĩ khác, nên là bạn không hề dị biệt, bạn không, nên là bạn không phải là một đứa nhỏ ngoài luồng của xã hội hay là cái gì cả. Bạn hoàn toàn bình thường, rất bình thường, và mọi người xung quanh đó cũng bình thường như vậy. Không phải bởi vì chúng ta khác nhau cho nên là chúng ta kiểu như là ở ngoài vùng xã hội, chỉ đơn giản là chúng ta ở hai thành phố khác nhau. Thì mình biết như vậy á, thì mình biết như là có những vấn đề mình sẽ không tranh cãi nữa, tại vì mình đã biết là mình khác nhau rồi. Đấy, thì đôi khi hãy để, tức là hãy để cuộc sống bạn có những cái khoảng trống để bạn có thể im lặng, không làm gì cả, hay là đôi khi là những cái khoảng trống để cho những người khác, người ta có thể từ từ học cách điền vào, hoặc là người ta học được những cái giới hạn của bạn. Ok, cái hợp đồng cho bạn nhóm một ở đây ha. Thì mấy hợp đồng nên được cái thông điệp đó cho bạn. Và có điều gì muốn hỏi mình chia sẻ, bạn có thể để lại bình luận cho nhóm biết như sẽ đọc và trả lời nha. Hẹn gặp lại các bạn nhóm một trong những video lần sau. Bye bye. Các bạn nhóm 2 đây là đại bàn cho các bạn với cái chủ đề đó là tắt filter đi, thì sự thật nào đang diễn ra xung quanh bạn. Vậy thì đây mới là bài đó, bài tối đầu tiên nha. Các bạn có lá 7 xu. Các bạn có lá 7 gậy. Wow. Và pay up cup. Ok, đối với lại ba lá bài tarot này mà để nói là tắt filter đi, điều gì đang diễn ra? Thì ấy da, đợi một xíu.
nó có hai câu chuyện ở đây nhé, có hai câu chuyện khác biệt ở đây luôn chứ không phải là hai câu chuyện giống nhau cái gì đó. Cái câu chuyện đầu tiên á, nếu như các bạn nhóm hai các bạn đang cố gắng lập kế hoạch các kiểu, hay là nói chung là các bạn đang bắt đầu một cái gì đó, vừa bắt đầu một cái gì đó mới, không phải là không hẳn là vừa, mà là các bạn kiểu như đang cố gắng, thì nó mang nghĩa là cố gắng đạt được một cái thành tựu nào đó trong công việc, trong cuộc sống các kiểu của mình đó. Và cái cố gắng này của bạn, Giang thấy hầu hết là bạn phải tự lực cánh sinh đó, thì Giang có một cái cảm giác là cái sự cố gắng này của bạn nó sẽ không được như bạn kỳ vọng. Tức là cái filter hiện tại của các bạn á, cái màn lọc hiện tại của các bạn á, là các bạn tin là chỉ cần các bạn cố gắng, kể cả khi cái sự cố gắng này của bạn không được ai ủng hộ, không được ai công nhận, hay là bạn phải dạng như là giải quyết tất cả mọi khó khăn một mình á, thì Jen thấy cái này là bạn đang hơi cố quá sức nhá. Và nếu như mà bạn xác định bạn làm cái này cho gọi là làm vì đam mê á, dạng như là mình lựa chọn làm cái đó, mình không quan tâm tới kết quả, tức là bạn không quan tâm, ví dụ như bạn kinh doanh thì bạn không quan tâm tới lời lãi, mà bạn chỉ thuần túy làm để học tập kinh nghiệm, bạn làm vì bạn thích làm á, thì ok, bạn làm được. Nhưng nếu như mà bạn làm với một cái mục tiêu là bạn cần phải đạt được một cái thành tựu nào đó, chứng minh cho mọi người một cái điều gì đó chẳng hạn, thì Jen thấy là việc này nó sẽ không tới. Và cái lý do vì sao nó không tới, bởi vì việc này bạn không làm một mình được, đơn giản vậy thôi. Cái vấn đề của bạn đó chính là cái câu một người nói bạn sai thì có thể là người đó sai, nhưng 10 người nói bạn sai thì bạn cần phải xem xét lại. Và Jen nghĩ là có ít nhất hơn 5 người nói với lại các bạn là cái con đường này của bạn nó không ổn, hoặc là họ nói là bạn không làm việc này một mình được đâu, nhưng bạn vẫn quyết chí làm. Thì chắc là Jen thành người thứ 8 rồi đó, nói với các bạn không làm được đâu đó. Thì đó là một cái câu chuyện nhé. Có một cái câu chuyện thứ hai ở đây, nó sẽ ngược lại với cái câu chuyện đầu tiên. Đó là nếu như bạn nào nhóm 2 các bạn đang nó sẽ ngược lại câu chuyện ở một chỗ, đó là nếu như các bạn đang muốn bắt đầu, các bạn đang muốn dạng như là bắt đầu làm một cái gì đó mà các bạn rất là yêu thích, một con đường mà các bạn đam mê các kiểu chẳng hạn, và đây là một cái con đường các bạn đã từng bị mọi người dạng như là cản bước bạn, không cho bạn làm á, thì hiện tại là một, thì nếu như mà tức là bởi vì mọi người cản bạn cho nên là bạn không làm nó, và có cảm giác là ở hiện tại các bạn nhóm 2 ở cái câu chuyện thứ hai á, thì các bạn là những người mà dạng như cũng có công việc rồi, tức là ví dụ là các bạn đang làm một công việc văn phòng, hoặc là các bạn đang làm một cái công việc gì đó mà không hẳn là lương cao nhưng mà cũng có sự cố định ở trong đó, thì bây giờ đột ngột các bạn cảm thấy là các bạn chán rồi, kiểu như là cái đó là một cái công việc mà các bạn lựa chọn làm là bởi vì tiền bạc, hoặc là các bạn lựa chọn làm bởi vì các bạn không muốn gây gổ tranh cãi với lại gia đình của mình hoặc mọi người xung quanh đó. Thì hiện tại là các bạn cảm thấy các bạn muốn quay về, muốn tìm về một cái gì đó mà nó thật sự là các bạn yêu thích, nhưng các bạn lại không có tự tin nhất, tức là các bạn vẫn bị mắc cái lá bẫy ở giữa, tức là các bạn vẫn rất là để ý tới góc nhìn của mọi người bên ngoài, hay là các bạn ngại khó, các bạn sợ là mình sẽ không vượt qua được những cái khó khăn nếu như bây giờ mình tách ra làm cái công việc mình đam mê. Tại vì có thể là cái công việc các bạn đam mê là một cái công việc không kiếm được nhiều tiền, hay là dạng như bạn, tức là có thể là bạn đủ kinh nghiệm nhưng mà bạn cảm thấy là dạng như nó sẽ là một cái hành trình rất là dài, hay là mình sẽ phải, nó giống như kiểu là các bạn cũng là một cái dạng tự lực cánh sinh đó, đó thì các bạn sợ mình làm không được á, thì tắt cái filter này đi thì nó cho thấy được một cái điều là các bạn sẽ làm được thôi, nó sẽ có khó khăn, nhưng không có nói là nó không khó khăn nha, nó có khó khăn nhưng mà bản thân các bạn có năng lực, và bản thân các bạn nhận thấy là vẫn luôn tìm hiểu về cái đam mê của mình, vẫn luôn cố gắng update những cái kỹ năng của mình để phù hợp với lại cái đam mê mà mình đang có. Thì khi mà các bạn đã cố gắng như vậy á, thì đừng có nghĩ đến những cái suy nghĩ của mọi người xung quanh nữa, hãy thử đi và làm nó đi, tại vì bây giờ các bạn còn có cơ hội để thử á, chứ còn lỡ như sau này mà các bạn lớn, các bạn lớn tuổi, các bạn có gia đình các kiểu rồi, và các bạn như là các bạn bị
dính tay dính chân các bạn không có thử được nữa thì lúc đó các bạn sẽ càng hối tiếc hơn. Cho nên là nếu như mà cái câu chuyện thứ hai mà tắt filter đi cái sự thật nào á, là cái sự thật đó là các bạn nên hoặc là có thể khởi đầu cái đam mê của mình. Một vài bạn ở đây có thể đam mê của các bạn liên quan tới tình yêu nữa nha. Tức là trước đây thì các bạn là một người luôn luôn tập trung vào công việc, không có bao giờ nghĩ đến việc yêu đương gì cả. Tại vì các bạn cảm thấy là mình phải giàu có, mình phải đầy đủ vật chất các kiểu á, thì mình mới có thể có được một tình yêu đích thực. Nhưng mà có thể bây giờ các bạn đã bắt đầu nhận ra được á, là đôi khi cái, tức là tình yêu đôi khi nó cần vật chất nha, nó chúng ta đều cần vật chất, nhưng mà không quyết định là dạng như bạn phải giàu đến mức ABCXYZ đó thì bạn mới có thể có tình yêu được. Đó thì nếu như có liên quan tới tình yêu thì các bạn cũng nên thử nhé. Ok, giờ mình mới lại đúng lá bài tiếp theo nha. Rồi, các bạn có syringe, các bạn có speak the truth, các bạn có transmute. Ôi, cái này giống một tụ bài mà hồi trước trên chạy vậy. Và các bạn có là shadow, ống đen. Rồi, cái này thì Giang sẽ dùm cho mọi người. Nó hơi tối xíu nha. Đối với lại bốn lá bài này hả? Giang nghĩ tắt filter đi điều gì đang diễn ra? Nếu như mà tắt filter đi sự thật nào đang diễn ra thì Giang thấy là bạn biết là bản thân mình cần phải thay đổi. Bạn biết là bản thân mình cần phải thay đổi, nhưng mà cái cảm giác của Giang, tức là Giang nghĩ là gần đây thì các bạn nhóm 2 có thể là các bạn có những cái dấu hiệu nhắc nhở các bạn. Ví dụ như trường hợp 1 thì nhắc nhở các bạn nên dừng lại, hoặc trường hợp 2 là nhắc nhở các bạn nên thay đổi, nên 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 dịch chuyển tiến tới những cái điều mà mình đam mê á. Có những cái dấu hiệu ví dụ như là có một ai đó hỏi lại bạn nè, là dạng như là ôi gần, kiểu như là gần đây mày còn vẽ không đấy. Còn nếu như mà dừng lại thì hồi nãy các bạn vừa mới nghe Giang nói rồi đúng không, thì Giang có một cái cảm giác là các bạn biết rất rõ, thật ra các bạn là những người biết rất rõ là cái sự thay đổi này nó cần phải diễn ra, hoặc cái sự dừng lại này cần phải diễn ra. Nhưng mà các bạn vẫn bật cái filter lên nhé, là không sao đâu, mọi chuyện sẽ ổn thôi. Mình phải có niềm tin vào bản thân mình, các chị ông vân mây mây. Thì bốn lá ở đây của các bạn nó nói một cái điều đó là hãy trung thực đối diện với lại bản thân các bạn đi. Các bạn có thật sự tự tin đến như thế không? Hay là các bạn đang để cho cái phần tối của mình nó điều khiển? Cái phần tối ở đây cho Giang đó là cái phần nó, tức là cái phần cố chấp, cái phần nghĩ là mình luôn luôn là đúng nhất, hay là muốn chứng minh cho mọi người thấy là mình không hề sai á. Và khi các bạn đã showing ở đây thì nói chung là nếu các bạn là những người tin là vũ trụ ơn trên các kiểu á, thì ơn trên các kiểu đang đưa ra một cái lời khuyên của các bạn ở đây á, là bây giờ rút chân còn kịp, hoặc là thay đổi bây giờ còn kịp. Chứ mà nếu không á, kết thúc bằng lá shadow á, mình chắc chắn, mình thề luôn á, là trường hợp một là các bạn kiểu gì cũng mất, các bạn kiểu gì cũng fail à, kiểu gì cũng cũng có, nhưng mà cái kế hoạch của các bạn kiểu gì nó cũng sẽ thất bại thôi. Nó thất bại ngày hơi nhưng mà sau đó nó không được như các bạn mong muốn. Còn trường hợp thứ hai giống như hồi nãy Giang nói là có thể các bạn mất đi cái cơ hội này á, các bạn sẽ không bao giờ còn cơ hội để tìm, tức là để được thử cái đam mê của mình nữa. Mặc dù Giang không biết lý do vì sao, tức là Giang không rõ vì sao nó lại đến cái mức đó, nhưng mà cũng có thể đây là cái bài test của vũ trụ về cái việc các bạn có dám can đảm nói ra cái sự thật, hay là đối diện lại cái sự thật của mình không, và có dám can đảm thay đổi không. Lá transmute của các bạn là hình ảnh của một con ong á, cho Giang một cái cảm giác là mặc dù bây giờ Giang nói các bạn dừng lại hay các bạn thay đổi á, điều đó không mang nghĩa là cái,
là cái vấn đề của bạn nó sẽ được giải quyết ngay nha. Mà các bạn bất kể ở trường hợp 1 hay trường hợp 2, em thấy các bạn đều sẽ có một khoảng thời gian bị mắc kẹt ở trong những cái suy nghĩ của mình, những cái suy nghĩ tiếc nuối hoặc là bức rứt hoặc là cái gì đó. Thì đây cũng là một bài học mà những cái người ở trên người ta muốn bạn học. Ở cái trường hợp 1 đó là bài học, như hồi nãy mình nói, một người nói bạn như thế thì có thể là họ sai, nhưng nhiều người cùng nói bạn như thế thì bạn cần phải xem lại mình, là cái bài học đầu tiên. Còn cái bài học của cái thứ hai á, đó là nếu như mình để tổng kết bài học của cái trường hợp 2 thì nó sẽ dạng như là rất sao nhỉ, đúc kết nó thành một câu thì hơi khó, nhưng mà có thể nói cái bài học của các bạn có thể giống như kiểu là có những cái điều xứng đáng để thay đổi thì mình nên thay đổi, có những cái nó không còn phù hợp thì mình cần phải thay đổi. Đừng có sợ cái sự thay đổi, tại vì chính tức là cái thay đổi là một cái rất là bình thường trong cuộc sống. Chúng ta thay đổi mỗi năm mà, đúng không? Gần như mỗi ngày chúng ta đều thay đổi cả, mỗi ngày đều sẽ có một cái tế bào nào đó của các bạn chết đi và có tế bào mới sinh ra. Cái sự thay đổi là một quy luật của cuộc sống, thì đừng có sợ một cái tương lai mà các bạn còn chưa biết cái tương lai nó ta sẽ diễn ra như thế nào. Thật ra chung quy lại, tắt cái filter đi ấy, sự thật của các bạn nhóm 2 đó là nỗi sợ, đó là những nỗi sợ, những cái sự chần chừ mà các bạn biết nhưng các bạn không chịu đối mặt cũng như không dám đối mặt. Thì đây, nghe nhận đây thay mặt cho Sovereign là những tối, và từ Sovereign là những người tối cao ấy, thay mặt cho những người tối cao, muốn nhắn nhủ với lại các bạn nhóm 2 đó là tắt bớt cái filter, là mọi chuyện đều sẽ ổn đi. Hiện tại mọi chuyện nó chưa ổn với lại các bạn nhóm 2 đâu. Còn phải cày cuốc, còn phải thay đổi, còn phải dịch chuyển nhiều, rồi mọi chuyện nó mới ổn. Ok, cái thật là cho bạn nhóm 2 đây ha. Theo đã đưa cái thông điệp đó cho bạn, và có điều gì muốn hỏi mình chia sẻ, bạn hãy để lại bình luận cho Giang biết, Giang sẽ đọc và trả lời. Hẹn gặp lại các bạn nhóm 2 trong những video lần sau. Bye bye. Xin chào các bạn nhóm 3 đây, là bài nhóm bạn với cái chủ đề đó là tắt filter, tắt bộ lọc đi thì sự thật nào bạn cần phải, cái sự thật nào nó diễn ra xung quanh bạn. Thì Giang sẽ xem 3 lá bài tứ đầu tiên của mọi người nhé. Mọi người có lá bốn xu, nhóm 3 các bạn có bốn xu, 3 gậy. But the high brightness, u là trời. Ok. Các bạn đang đi lùi số hay quá ha. 4 xu, 3 gậy, 2. Lá số 2, lá 2 practice là lá số 2. Tắt filter đi thì sự thật nào đang diễn ra xung quanh các bạn nhóm 3. Tự nhiên đến nhóm 3 các mình thấy mệt quá mọi người. Không hiểu nữa. Thật ra mình là người rất là thích số 3 nhé. Nhưng mà bài các bạn lên lúc nào cũng rất kỳ để giải. Ok. Nếu như mà có một sự thật mà các bạn nhóm 3, sorry, tắt filter đi mà cái sự thật nào đang diễn ra xung quanh các bạn nhóm 3 á, Dân nghĩ là chỉ có một câu thôi, là let it go. Let it go, let it go. Cái bài let it go. Ok, giỡn thôi hà. Thật ra ở đây á, Dân thấy ở hiện trạng của các bạn nhóm 3 đi, Dân có cảm giác các bạn là một người khá là ôm đồm mọi thứ, hoặc các bạn là một người có tính kiểm soát rất là mạnh. Cái sự ôm đồm này của các bạn á, mang một cái tâm trạng này, đó là các bạn cực kỳ thích ở trong vùng an toàn. Hoặc nói đúng là các bạn muốn mọi thứ nó phải ở trong tay mình. Các bạn là một người cực kỳ duy lý. Đối với lại các bạn mọi thứ nó đều có logic hết trơn á. Kiểu như là mà khoan từ từ, sao các bạn logic, các bạn lại đi xem bói ta. Đấy đó chính là cái sự mâu thuẫn của bạn. Đó, cái vấn đề đó là cái vấn đề thú vị của các bạn nhóm 3 ha. Các bạn tự nhận bản thân là một người duy lý, là một người logic, là một người như tin vào bằng chứng, evidence các kiểu thôi, không có tin vào mấy cái tâm linh các kiểu gì hết trơn á. Nhưng mà ở thời điểm khi các bạn tắt filter đi, các bạn sẽ phải công nhận là có những thứ chúng ta không giải thích được. Trời ơi, cái này mình nói thì mình cãi với các bạn nhóm 3 đến sáng mai mình cũng cãi được nữa. Đấy, và mình thấy là bởi vì các
mình không biết cuộc sống của các bạn nhóm 3 hiện tại như thế nào, nhưng mình có cảm giác là bản thân các bạn có lẽ đã đánh mất rất nhiều cơ hội, hoặc bản thân các bạn có thể là ít khi nào dám đi ra ngoài một cái gì đó. Tức là các bạn ví dụ nha, các bạn lớn lên ở Sài Gòn đi, các bạn ở đó biết đến bây giờ luôn. Hoặc nếu như mà các bạn không phải ở Sài Gòn, các bạn ở Cần Thơ chẳng hạn, thì các bạn cũng sẽ chuyển lên Sài Gòn. Tức là nói thẳng thắn thì là các bạn không ít hiếm khi nào các bạn chỉ bước ra khỏi một cái không gian hoàn toàn lạ lẫm, hay là đụng chạm đến những cái lĩnh vực mà các bạn không bao giờ biết. Và đặc biệt là nó có liên quan tới niềm tin vào trực giác, hoặc là niềm tin vào tâm linh các kiểu. Bản thân các bạn là một người có trực giác chứ không phải là không nha, nhưng mà các bạn lựa chọn là không tin vào nó. Mặc dù dám nói cảm giác, cái trực giác này á đã hỗ trợ các bạn rất nhiều ở trong cuộc sống, nhưng mà các bạn chỉ cho phép nó hỗ trợ những thứ rất nhỏ. Ví dụ như là đột ngột hôm nay bạn cảm thấy không khỏe, xong rồi bạn chăm sóc bản thân mình hơn, thì bạn không dính ốm chẳng hạn. Đó là những cái rất là cơ bản như vậy. Tại vì nó với cảm giác á, là trực giác của các bạn đôi khi đã nói với lại các bạn á, là hãy nắm bắt cái cơ hội ABCD, nhưng bạn luôn dùng lý trí để át lại cái trực giác của mình. Đó là bạn sẽ ngồi bạn phân tích, và nhưng mà cái phân tích của bạn nó cũng không có công bằng nha. Phân tích của bạn nó sẽ luôn luôn là cái nào gần nhà hơn, cái nào kiếm ra nhiều tiền hơn, cái nào mình biết làm nhiều nhất. Các bạn rất ít khi thử những thứ mới, chắc chắn luôn. Kể cả khi các bạn yêu ai á, các bạn cũng sẽ chọn một cái người mà nó dạng như là, tức là một cái loại người mà bạn phải deal được, một cái loại người mà bạn phải kiểm soát được. Cái sự kiểm soát của bạn rất là cao. Tuy nhiên một cái điều thú vị á, là bản thân các bạn nhóm 3, các bạn là những người có chí lớn nha. Các bạn là những người cực kỳ có chí, cực kỳ muốn làm những cái điều vĩ mô to lớn. Bản thân các bạn cũng có thể bị mắc một cái tính, đó là các bạn rất là hay đi giảng đạo cho người ta. Nhưng bản thân các bạn không có làm được như vậy. Nói theo ngữ trên mạng là mấy người nói đạo lý thường sống như đấy. Và thôi nói đơn giản đi ha, thật ra ba lá này giải nhanh lắm mọi người, chả qua gen cù rú nói dài để cho nó bằng với lại hai cái nhóm kia thôi. Tắt filter đi, sự thật diễn ra là bản thân các bạn không phải là một người kiểm soát, không phải là một người quy tắc, không phải là một người tài giỏi, nhưng thật sự không phải tài giỏi, không phải là một người thích cái sự ổn định cân bằng, hay là một người lý trí như các bạn nghĩ đâu. Bản thân các bạn cũng là một người thích nổi loạn. Tắt filter đi, các bạn sẽ thấy bản thân mình cũng là một người thích nổi loạn, cũng muốn được trải nghiệm những cái mới, là một người cũng tin vào trực giác, tin vào những cái câu chuyện ở bên ngoài. Và các bạn cũng biết là có những thứ siêu nhiên mà chúng ta không thể giải thích được, nhưng tất cả đã bị kìm hãm lại ở trong cái lá bốn xung của bạn. Ok, vậy nên qua lại bốn lá bài tiếp theo nha. Rồi, các bạn câu lá sorry, get curious, love, ôi, trust, và các bạn có là ask your body. Rồi, tôi sẽ dùm cho mọi người. Thấy không ta? Ok. Đối với lại bốn lá bài tiếp theo, tắt filter đi, chuyện gì đang diễn ra đấy, nó có khác gì anh nói nãy giờ đâu. Tắt filter đi thì thật ra các bạn là một con người rất tò mò về cuộc sống xung quanh. Đặc biệt các bạn là những người rất tò mò về cảm xúc. Các bạn thật ra là một người rất tò mò về duy tâm. Trời ơi, diễn thề luôn á. Không phải các bạn ngồi đây xem, các bạn ngồi đây nghe tarot làm gì. Đúng không? Các bạn là những người cực kỳ quan tâm tới duy tâm. Bản thân các bạn cũng luôn khoác lên mình một cái hình ảnh, đó là tôi chả cần ai cả, một mình tôi sống cũng được. Nhưng thật ra cái đó là một cái sự bảo bọc mà để cho các bạn che đi cái việc bên trong, là các bạn thật ra cũng rất khao khát được yêu thương. Các bạn cũng rất khao khát có một ai đó tin tưởng mình mà không toan tính.
Có thể các bạn là những người lớn lên trong một cái môi trường mọi thứ quá là quán tính, cho nên là các bạn bị hình thành đến cái suy nghĩ này. Nó sẽ giống như cái câu chuyện của một bạn đăng ở trong cái Facebook group hồi hôm qua mà Dạ đọc được, mà bạn nó nói là bạn ấy không biết bạn thân có bị mãn cảm không, khi mà bạn ấy rất chán ghét khi có người nói thích bạn. Đấy, thì lúc đó Giang mới vào Giang comment, tại vì bạn ấy muốn hỏi dựa trên góc nhìn tâm lý. Thì Giang nói là có thể là tại vì bạn ấy được trưởng thành lên trong một cái gia đình, tại vì bạn ấy có nói là bạn ấy cảm thấy không, tức là bạn ấy cảm thấy không vui khi mình sinh ra trong gia đình đó và lớn lên trong cái thành phố đó. Thì Giang mới nói là bởi vì bản thân bạn đã từ chối cái nơi bạn sinh ra, tức là cái nguồn gốc của bạn á, cho nên là có thể bạn là, và cái trong tâm trí của bạn đó sẽ không rõ, tất cả bạn ấy không có một điểm cố định á, các bạn không có một điểm gốc cố định á, cho nên các bạn ấy không rõ là dạng như bản thân mình là ai, bản thân mình là một người như thế nào. Vậy nên bất kể khi nào có người đến mà nói yêu mình á, các bạn ấy sẽ bắt đầu phân tích cái người mà họ yêu là ai, là mình ở hiện tại, mình ở trong mắt họ, hay mình ở trong quá khứ, vân vân mây mây đấy. Và tất cả những cái đó nó dẫn đến cái việc là bạn ấy trở nên chán ghét. Tại thì lý do vì sao? Đơn giản thôi, bạn không biết bạn là ai thì tất nhiên là bạn sẽ chán ghét. Điều đó là cái đó giải thích nó hơi dài dòng và hơi xa, mà Giang cũng không muốn giải thích sâu hơn, bởi vì bạn ấy cũng đã xóa cái bài đó rồi. Nhưng mà Giang nghĩ là các bạn nhóm 3, bạn có thể cũng là một người ở trong cái trạng thái tâm lý như vậy. Vì sao các bạn lên muốn xù? Tại vì chung quy lại á, các bạn không rõ bản thân, các bạn chưa rõ bản thân mình là ai, nên các bạn càng phải kiểm soát mình. Bởi vì các bạn sợ chỉ cần mình thả mình ra một chút xíu thôi á, mình sẽ lạc. Và bởi vì mình không có điểm bắt đầu mà, cho nên các bạn biết mình lạc là mình lạc luôn, mình đi luôn á, mình không biết mình đi về đâu luôn á. Đó, thì khi các bạn kết thúc bằng là ask your body, đó là hãy hỏi cơ thể của mình đó. Và hình ảnh của Panther là con báo đen á, cho Giang một cái cảm giác là khi mà tắt filter đi á, sự thật nào đang diễn ra, hãy quay về hỏi chính cơ thể của bạn, nó có đang ổn không. Các bạn chắc chắn là những người có vấn đề liên quan tới cơ thể, ví dụ như là các bạn bị dư ký nè, hay là các bạn quá thiếu ký nè, hay là ví dụ là tóc các bạn rất là hay rụt, hay là các bạn là một người cực kỳ để ý tới ngoại hình nhan sắc của mình hoặc không để ý tới nó. Nói chung là nó có một cái sự vô lý ở trong đó. Thì hãy hỏi cơ thể của bạn. Tại vì nếu như mà bạn thật sự nha, bạn thật sự truly, bạn kiểm soát bản thân mình để tốt cho mình á, bạn sẽ rất là chăm chút cho bản thân. Danh không nói là như bạn phải bao nhiêu ký thì bạn mới đẹp, hay là bạn phải một khuôn mặt kiểu trơn mướt thì bạn là xinh xắn, hay là bạn cao bao nhiêu. Không, như không nói cái đó. Cái vấn đề ở đây, bây giờ hỏi thật lòng các bạn nhóm 3, bạn nhìn vào gương, các bạn có nói là các bạn yêu bản thân mình được không? Danh nghĩ là không. Các bạn sẽ bắt đầu phân tích mình có cái gì để yêu thương, mình chả có cái gì để yêu thương cả. Đấy, thì đây là cái vấn đề của bạn. Chung quy lại, tắt filter đi, sự thật diễn ra là bạn không hề yêu bản thân mình. Và thật ra bạn vốn không hề đặt giá trị của mình cao như các bạn nghĩ. Tất cả những gì mà các bạn nhắm ba các bạn làm á, đó chỉ là sự trốn tránh thôi. Trốn tránh những cái điều mà các bạn sợ, trốn tránh những cái điều mà các bạn không rõ mình phải giải quyết như thế nào. Bạn luôn tò mò về bản thân, nhưng đồng thời bạn lại, tức là giống như Danh nói á, các bạn từ chối chính cái gốc của mình. Vậy thì chính xác các bạn tò mò điều gì? Không có cái gốc đó, không có quá khứ đó, làm sao có các bạn ở hiện tại được? Các bạn cũng là những người rất là không có niềm tin nha, không có niềm tin vào lời nói của mọi người xung quanh, hay giống như vậy nói là các bạn không có niềm tin vào tình yêu đơn thuần, các bạn không có niềm tin vào sự duy tâm. Nó nói chung chung với cảm xúc, tình cảm nó chỉ là một cái mối liên kết của duy tâm, các bạn không có niềm tin vào duy tâm. Nhưng mà con người không có duy tâm sao sống mọi người. Chắc chắn nghĩ là Giang nói tới đây thôi, Giang nghĩ nói xa hơn thì nó sẽ đi, tức là nó sẽ bị thiên quá nhiều bên phân tích tâm lý thì Giang cũng không muốn. Nhưng mà có một cái lời khuyên chân thành của Giang dành cho các bạn nhóm 3 là rồi sẽ đến lúc các bạn phải học cách đối diện lại những cái vấn đề của riêng mình. Thì bây giờ các bạn là một người phân tích, các bạn là một người lý trí đúng không? Phân tích cơ thể mình xem,
nó có đang thật sự tốt không dựa trên sinh học. Các bạn đi kiểm tra bản thân thử đi, dư chất béo, nồng độ cồn, các kiểu mà mê mê kiểm tra thử đi. Các bạn cảm thấy cái cách sống duy lý của mình là tốt, cái cơ thể của bạn có thật sự đang tốt không? Và kiểm tra cơ thể ở đây nó không chỉ là về vật lý nha, đi kiểm tra về tâm lý nữa. Thử làm những bài test liên quan tới tâm lý đi, các bạn sẽ rất là bất ngờ với kết quả các bạn nhận được đấy. Ok, các bạn cho bạn nhắn bài tay ra, thì hy vọng đã được cái thông điệp đó cho bạn. Mà có điều gì muốn hỏi muốn chia sẻ, bạn hãy để lại bình luận cho Giang biết, Giang sẽ đọc và trả lời nhé. Hẹn gặp lại các bạn nhóm 3 trong video lần sau. Bye bye.